đó, nghe nói chuyện với cô sao là y chang như vậy, không khác một miếng nào hết trơn luôn. Mà cô nói là Nga ganh tị với thầy, Nga không hề ganh tị với người này, mà Nga còn nói là giống như Nga chốt đơn luôn á. Nga nói thôi bây giờ nếu mà như vậy á, là giống như Nga để cho là cô với là những người này tự giải quyết, và Nga chỉ nói là bây giờ nếu Kim Ngân không đứng tên được á, thì là cho cái người em trai hoặc mẹ đứng tên thôi, chứ Nga không hề là không chấp nhận. Tại vì khi mà cô đã lên tiếng, cô nói đây là một cái vị chân tu và một cái người rất là Bồ Tát có cái lòng với Kim Ngân, là Nga không dám ý kiến gì nữa luôn, Nga không hề đá động gì luôn, và Nga không hề phản đối luôn cho mọi người. Mà Nga còn cổ suý vô nữa, Nga nói nếu mà thật sự mà cái người áo vàng này muốn như vậy thì là cứ điện thoại cho mẹ Kim Ngân hay là em trai Kim Ngân, và những người này sẽ đứng tên, chứ Kim Ngân không đứng được. Nhưng mà lúc đó cô nói không, thầy đứng, cái ông áo vàng đó đứng đó, đại loại là vậy. Thì hôm nay là Nga sẽ nói lại rồi á. Cô còn nói là Thúy Nga bới móc những ai liên quan tới người áo vàng, Thúy Nga bới móc những ai liên quan tới gia đình Kim Ngân tung lên clip. Trời ơi, mà thật sự á, cái đó là trong cái livestream của cô nha. Tự nhiên Nga không biết là cái này ai khiến, tại vì bản thân á, cô là cái người trong cái nơi này thì không thể nào mà đi lên livestream, mà không biết bữa đó ai xúi cô, hay là tại sao cô nói như vậy, hay là ai khiến cô, hay là một cái gì đó khiến cô mà cô nói như vậy. Thật sự cô nói sai hoàn toàn sự thật luôn, mà cô giống như là con cảm giác giống như cái hôm đó con nói chuyện với cô, nhiều cái nó quá thẳng thắn, nó làm cho cô bị cái gì đó, cô sợ là con sẽ lên tiếng trước hay sao á, nên là cô lên livestream của Quốc trước một cái gì đó, để giống như là cô áp đảo khán giả là Thúy Nga nó đang sai này nọ. Nhưng mà thật sự Thúy Nga biết cái tánh Thúy Nga, khi mà mọi chuyện mà nó đến cái đó lúc nào Nga cũng giải pháp rất là lặng lẽ nha mọi người. Nga lặng lẽ, Nga tới, Nga gặp cô, Nga chia sẻ là để chốt như vậy, làm như vậy là xong. Chứ không phải là Nga tranh giành hay Nga ganh tị với cái người, cái ông này làm cái gì hết. Tại vì trời, tự nhiên có một người ta đến, người ta cho hẳn một căn nhà, hỏi quý vị mừng không? Trời ơi, Kim Ngân bây giờ hả, đang ở thuê, ở mướn, tự nhiên có một người họ đến, họ cho căn nhà vui chứ. Nhưng mà mình chỉ nói một cái điều là Kim Ngân không đứng tên được thôi, thì cho gia đình đứng thôi, chứ còn mình không nói một cái gì hơn. Mà đến khi Nga gặp lại mẹ Kim Ngân, Nga cũng trao đổi y chang như vậy. Nga nói trời ơi cô ơi, vậy là giờ con khỏe rồi, Kim Ngân là bây giờ sắp có nhà, thì là cô cứ đồng ý đi, rồi hả cô với lại anh Danh với lại Kim Ngân về ở chung với nhau, cái gì chứ hai anh em ở nhau mà lo cho nhau thì quá tốt luôn, chứ còn gì nữa. Mình nói rõ ràng y chang như vậy mà không hiểu sao những cái chuyện nó lùm xùm mà Nga thấy nó không đáng, mà cuối cùng nó thành giống như bây giờ, thật sự là một bãi chiến trường. Mà cuối cùng á hả, mọi thứ á, thì khi mà cô với tất cả mọi người lên tiếng như vậy thì cộng đồng mạng luôn luôn phản đối, mà họ không có một cái sự ủng hộ. Thì tại vì á, con nghĩ là con không biết tại sao, nhưng mà con thấy là những cái cách của cô với lại ông áo vàng này làm cho họ, cho cộng đồng họ nói. Chứ con thì con không bao giờ con thuê ai hay là con đi tìm người con chống đối đã kích, mà nhất là những người gia đình, người thân Kim Ngân.